À, mình xin chào tất cả các bạn. Thì mình cũng sẽ tiếp tục với cái chủ đề là pháo đầu hiện đại. Như những clip gần đây mình có chia sẻ mấy ngày liên tục gần đây á, thì các bạn thấy là khi mình vào pháo đầu á, thì bên kia sẽ lên mã như ở cái ngày hôm trước á. Thì là mã bên đây lên thì chúng ta có thể đoán là khoảng 80% là mình phòng mã. Thì lúc đó chúng ta đang chơi cái biến đánh là bên 5 tiếng 1. Rồi như vậy thì hôm nay người ta chơi con mã nghịch lại thì khả năng đơn đề và phản cung rất là cao, cũng có thể là phản pháo rất là cao nếu mà chúng ta chơi tiến binh 5. Còn như vậy thì mình sẽ vẫn là chơi tiến binh 5 để xem bên kia sẽ xử lý là phản pháo hay là cái gì khác, thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận ha. Thì như mình đã nói thì các chủ đề mình làm mang tính chất tham khảo để chúng ta có đa dạng hình trận. Thì các bạn thích hình trận nào rồi thì mình sẽ làm sâu thêm hình trận đó nữa để chúng ta tham khảo thêm nữa. Vâng, thì tới đây mình lại thúc bình 5. Rồi như vậy là máy đã phản pháo nữa rồi các bạn. Tức là tới đây là tiếp tục phản pháo để mà công thẳng bình 5. Và vậy thì tới đây mình vẫn phát triển ngã, vẫn là y như vậy. Rồi bên kia là xuất quân chứ không ăn tốt 5 ha. Giờ anh xuất xe. Rồi lúc này mình sẽ tròn trịa bình phong, tròn trịa pháo đầu ở đội. Như vậy là bên kia đang chơi pháo đầu lẫn đầu sàn, thì lúc này mình sẽ quyết định chơi pháo đầu mã đầu luôn. Thì chúng ta nên đội con mã nào, cái này là tùy theo các bạn nữa. Thì ở máy gợi ý là chúng ta đội con mã này lên để con pháo này có thể kết hợp vào ngũ lục pháo. Và như hôm nay mình sẽ chơi cho trống luôn cái cánh bên phải là đội con mã này lên, tức là lúc này là cái cánh bên phải mình đã hoàn toàn trống trống rỗng các bạn, hoàn toàn trống rỗng. Thì lúc này thông thường chúng ta có thể tiến xe những cái điểm như là tiến xuống đèo mã, tiến ấp cũ bình qua, hoặc là tiến lên đây để mà hạn chế mã bay xuống đó. Nhưng mà chúng ta chưa có chơi cái nước là pháo thối một lúc này. À, đây là cái nước mới sau này các bạn, còn các bạn có những nước mới khác nữa các bạn có thể comment vào để mà mình chia sẻ thêm nha. Thì lúc này bắt đầu mình sẽ chuyển thành cái gì mà mình không thúc chốt này mà mình lại nhập vào chung cung luôn đó, chúng ta lại chuyển thành cái pháo quá cung pháo nhập cung. Rồi như vậy thì bên đây các bạn thấy là xuất xe để chuẩn bị mà đem chủ lực ra trận. Thì lúc này mình mới cắm xe qua sông, mới cắm xe qua sông để chỉ các bạn, để mình tránh tình trạng xe này ra đấu là cánh bên đây mình yếu. Sau khi xe người ta sẽ tiến một hoặc là người ta đánh đấu ở giữa rồi, người ta sẽ tiến xe lên từ mình qua đây, nên đây là cái nước để tránh nước đấu. Và vậy thì bên kia đã chấp nhận đấu ở trung lộ thì mình một ăn thôi. Rồi thì các bạn thấy là nước sau người ta sẽ, người ta tiến xe đây, nước sau sẽ chơi pháo nổ xuống. À, hoặc có thể là chơi thúc chốt xuống vân vân, nhiều thứ để mà chuyển xe qua cánh này hoặc lộ này. À, đây là những nước người ta chơi. Rồi lúc này mình sẽ vào đề mã. Rồi chúng ta xuất xe để mà cô cặp quân này lại trước nha. Rồi tới đây các bạn thấy là bên kia đã bổ sĩ làm về trung lộ lên. Thì lúc này mình lại không tiến chốt này để đưa mã lên mà mình phải quay xe về để đột luôn bên bên đây. Đó, mình đột mình luôn. Thì pháo ăn xuống đấu này chúng ta có thể là chơi nổ pháo lên, nhưng lúc đó là ta sẽ nổ vào chứa tướng trước và mình sẽ mất xe, nên đây là nước thiệt, mình không đánh, mình ăn qua đây. Rồi người ta bắt xe thì lúc này mình chạy xe thôi các bạn, nhưng mà các bạn không bận tâm là pháo này nổ, đây mình có tượng mà mình sẽ tiến một chứ đừng thối về. Đồng ý là thối về đây là cái nước đấu xe và con pháo này sẽ gặp khó khăn, nhưng mà khi mình thối về thế này thì nó sẽ cái đường phát triển mã, nếu như người ta không ăn, người ta tạm để đó thì ta thối xe về gì đó thì mình sẽ khó đánh lắm. Mà hoặc là nếu như người ta chấp nhận đấu ở nước cờ này á, mã mình búng lên thì mình đồng ý mạnh cánh bên đây, nhưng mà nếu như mình không đánh được nước này thì mình có thể chơi là cái nước tiến một. Còn nếu mà các bạn chơi thối xe như thế này nha, trước tiên là các bạn thấy ổn không, một con pháo đầu, à một con pháo đầu đã đánh đấu, thì lúc này làm gì làm các bạn phải ăn pháo, thì lúc này người ta thối xe thôi. Các bạn thấy đó là lý do mà mình không chấp nhận đấu, tại vì nước đó thay vì mình đấu mình để dành cho mã lên, mình tiến xe xuống một nước. Thì lúc này người ta phi mã lên để tấn công trung lộ thì cũng không được các bạn, tại lúc này mình phi mã rồi đó. Các bạn thấy lý do mình không về xe chưa, mình phi mã lên. Giờ đánh đấu ở đây là giúp cho mình bổ sĩ lên để dựng lại cái phòng tuyến thôi. Mã phi xuống bắt đôi xe pháo là khả năng là diệt pháo đầu mình rất là cao, và lúc này mình không quét chốt mất nước lắm, mình bình ra đây. Cái nước sau mình còn quăng nã xuống nữa, mình diệt ở đây, mã mình quăng xuống xe mình bị che mặt đi thì nó sẽ không hay. Chúng ta hạn chế những nước mà xe bị che.
Rồi thì các bạn thấy là bên kia dỡ tượng về, hối tượng về để mà đưa xe qua phòng thủ. Và nếu không là những nước cờ này rất khó chịu, lúc này mình bình xe bắt tượng để cho người ta, nếu mà chống tượng thì xe này sẽ bị nhốt, còn nếu như mà chạy xe qua thì mất tượng. Rồi nên đọc tượng. Còn xe mình thì các bạn thường tới đây các bạn ít chịu đấu lắm, quay về bắt chốt. Ít chịu đấu quay về bắt chốt, mà tới đây chúng ta đấu luôn, tại vì sao? Cặp quân này bị dính nè. Hoàng tập quân này nếu mà để gỡ ra rất là khó. Ngược lại mình có một con mã tung hoành và chốt ba chốt biên đó, cho nên là chúng ta cứ đấu bình thường. Thì các bạn lưu ý là nếu mà những nước cờ mà ngang ngửa nhau chỉ cần một binh, lời một binh thôi là người ta đã rất là tốt, đánh rất là tốt. Mà cộng thêm mà ở cái ván này thì chúng ta đang là một tường thì mình cứ chạy mã, nếu mà xe tốt mình sẽ tiến chiếu. Đó, tiến chiếu. Nó xe không thể qua đây bắt, mình tiến chiếu xe quay về mình thối mã ở đây thì pháo là chết. Thì pháo này thì không không có thể di chuyển được. Nếu mà di chuyển thì rất nguy hiểm, ví dụ nha. Đây. Các bạn thấy nếu như mà quấn ở tình trạng này thì bên kia sẽ mất thêm chốt đầu. Còn nếu mà trường hợp mình dẫn chiếu luôn. Đó, xe quay về. Xe quay về nếu mà mình thối mã thì các bạn thấy là con pháo này phải chạy. Thì nếu như bỏ chạy thì xe mình nó thông, mình đây gãy tượng đó. Còn hoặc là mình sẽ chạy thêm một nước mã nữa, ví dụ mình chạy về đây chẳng hạn, rồi sau đó tiến xe bắt vô hay là bắt chốt mình cũng đều đại ô, ví dụ nha. Đó, phải chạy mình tiến lên bắt vô. Nếu pháo vô dữ vô như thế này các bạn thấy là cũng thể là quăng mã bắt xe, hoặc có thể bình vô đây một nước, nước sau nhốt xe. Để mình tiến chiếu về nhốt xe, là mình tiến xuống nhốt xe thì mình thối xe về ngang đây, mình quay mãi về để nhốt xe tiếp đó. Giờ mình có thể tiến chiếu để ăn chốt, nhưng mà mình đang bị đe dọa mình sẽ xuất tướng ra. Ở bên đây con xe cũng không dám di chuyển thì mấy bạn, thì vô hình này mình có thể là đỡ sĩ lên, rồi đỡ sĩ lên sẽ đánh được nhiều nước hơn đó, ví dụ như thế này đó. Ví dụ như vậy thì mình sẽ được nhiều nước chơi hơn. Tới đây mình thấy là tiến chiếu để mở cửa cho xe đi, hoặc có thể quét chốt. Thì bạn thấy ở tàn cuộc này chúng ta vẫn còn chơi rất là tốt. Đó là mình đang nói một cái nước ví dụ mà mình quăng mã chiếu. Rồi mình trở lại nha, để tránh mất thời gian này mình chỉ sơ bộ nước đó. Chúng ta thấy là chúng ta cho dù đánh tầm bậy tầm bạ như vậy mà chúng ta vẫn có thể là giữ đến hình hòa và vẫn là ưu thế về chốt. Đâu rồi thì chờ đây đây, lúc mà mình phi mã này thì lúc này xe là nãy thối về đây. Bạn thấy là xe thối về đây để phòng thủ nước chiếu đó, phòng thủ nước chiếu này đó. Thì khi mà xe thối về thì chúng ta có thể chơi bằng một nước khác nữa là tiến bình bảy lên, tiến bình bảy, hoặc là các bạn để yên nữa, bạn tiến bên biên này lên để cho pháo này không có đường đi nè, ví dụ như thế này đó. Bên đây pháo không thể đi được, tay cặp này không thể gỡ ra các bạn, cho dù vô bắt đấu như thế nào không gỡ được. Giờ mình tiếp tục tiến binh. Ở giờ này buộc người ta phải vô bắt mã để chờ đấu quân, thì lúc này mình có thể lời một sĩ, không qua chốt mình lời một sĩ là khuyết sĩ đó. Lúc này pháo chạy thì các bạn thấy là tạm thời mã mình chưa có đường ra, nhưng mà mình có thể là chi kích pháo trước, mình đang đấu quân mà mình chi kích pháo chứ, pháo chạy mình theo, mà thấy mình theo thì mã mình sẽ thoát. Còn nếu như đánh đấu thì cái lực quân này thì bên kia rất là khó chịu, hoặc bể phần nửa hàng thủ, bể phần nửa hàng thủ và một xe đánh như bốn chốt. Rồi sẵn tiện đi thôi mình giờ mình dẫn tàn luôn ha, tại vì tới đây đôi khi chúng ta đánh thì vẫn có thể dẫn đến hòa cuộc rất là dễ đó, nếu mà bị tàn sát hết chốt. Cho nên là mình sẽ đánh tàn sao cho các bạn thấy nó ổn hơn nha, đừng bắt chốt bạn tới đây bắt vô đi. Thông thường ta bắt chốt tại vì trong đầu ai cũng suy nghĩ lúc này là chốt chốt vậy thôi, thì vô về thì các bạn thấy là vô này mất, cứ đọt vô trước đã, chỉ cần một sĩ thì không thể nào thủ được, một sĩ thì không thể nào thủ được đó. Thì các bạn thấy là bể voi nữa, các bạn thấy là cửa thắng nó hoàn toàn đã rất là dễ dàng. Lúc này mình đưa binh qua sông trước đi, mình đưa thêm một hai binh nữa qua sông rồi về để chốt nước cổ rồi. Rồi tới đây chạy chốt rồi à, xe theo chốt rồi mình chạy ra thôi, đâu được bắt hoài các bạn, không được bắt quá ba lần, nguyên tắc là vậy, không được bắt quá ba lần. Rồi giờ mình về bắt chốt biên thì chạy chốt mình sẽ chiếm ăn chốt đầu. Đó, bây giờ là chống sĩ thì mình sẽ quét chốt biên, hoặc các bạn là không quét để đưa một chốt qua sông vẫn được.
ở đây tàn, các bạn cứ đánh từ từ chậm chậm, từ từ chậm ra thôi. Và lúc này xe đang cô, mình sẽ đi chốt này, chỉ cần một con áp cung là mình bị sẽ thua. À, mình kia giờ chốt có qua tới cung cũng không làm được. Trước tiên mình áp cung, mình tiến chiếu trước cho con sĩ dính về bên đây đi, rồi chốt mình đi xuống thoải mái. Mình thấy là tới đây là khó chịu rồi. Chở những nước tàn này mình sẽ nói hơn ha, mình sẽ tập trung đánh tại vì rất là dễ nhìn thấy ở cái cờ này rồi. À, giờ mình vô giữa luôn, nước sau mình ép vô đây luôn. À, về xe mình tiến chốt xuống, đánh hai chốt viên sĩ này. À, chúng ta đã thấy được thắng trong tay rồi, tiếp tục đưa chốt xuống, chỉ cần cặp vô tiến xuống nữa thì bên kia khó khó chống đỡ rồi ha. À, thế là bị liệt hoàn toàn ngắn luôn rồi. Lúc này thì buộc quay xe về bắt chốt, nếu bên kia chống sĩ mình sẽ tiến chốt liền, như nên là mình thêm một chốt qua sông, hoặc chúng ta có thể bình qua đây hay là qua đây bắt chốt cũng được, tùy thôi, nước nào cũng được bạn. Bình qua đe sát cũng được, bình qua bắt chốt cũng được, nhưng không bắt chốt đe sát. Và mình bị chống sĩ thì các bạn thấy là chốt này áp xuống thì không có cách nào mà chống đỡ được. Đó là mình đánh hết tàn cho các bạn xem. Cái thực chất thì tới quân nãy là chúng ta nhìn là biết cờ thắng là thua rồi, nhưng mà các bạn mà đánh không chính xác thì đôi khi dẫn đến cờ hòa luôn, bị tiêu diệt chốt, họ là còn mỗi bên còn một xe là hòa luôn. Rồi mình thêm một ván thứ hai nha. Đó thì các bạn thấy là hôm nay ván này được mã nghịch lại. Đó, mã nghịch lại vậy thì mình vẫn là đóng binh năm. Đó, trường hợp hồi nãy mình mới chơi là phản pháo này, bây giờ không phản pháo. À, không phản pháo. À, khi mình chơi binh năm này mà bên kia không phản pháo, nó vẫn là phản pháo, cái đó là trình độ máy. Bây giờ nếu mà nhảy bình phong tròn bên đây thì mình cũng chơi cái biến mà tiến chốt. Mình chơi cái biến mà tiến chốt giống như cái clip của hôm qua, clip hôm qua đánh với bình phong mã hai ván. À, một ván phản pháo, ván bình phong tròn á các bạn. Nếu mà các bạn có coi clip hôm qua thì các bạn sẽ thấy gì đó. Rồi giờ hôm nay mình sẽ muốn đưa vô cái hình khác ha. Bây giờ hình nào bây giờ ta? Bây giờ cái hình bổ sĩ thử ha, giờ để yên hình trận bổ sĩ ha, mình thử cho các bạn xem. Đó. Rồi tới đây thì mình sẽ phát triển mã vẫn là như thường lệ, mình phát triển mã quên để máy nó đánh, họ đánh từ đồng. Ừ, mình ghi dẫn tròn phản pháo rồi, tại vì đây là một điểm hở, đây là điểm hở chết người. Rồi binh năm ở ngay đầu trận thì tại rồi nhắn này mình sẽ đánh nhanh hơn một chút, tại vì mình nghĩ các bạn đã nghiên cứu những clip trước thì các bạn sẽ thấy là tới đây rất là nhiều đánh, như là cái ván vừa rồi mình đánh là mình chơi lúc mà mã phi lên đây mình đổi mã nè, các bạn có nhớ nước không, đổi mã mã phi lên đó. Còn bây giờ mà mã không phi mình không đổi nhưng mà mình vẫn về pháo đó, vẫn là về pháo. Đây là một trong những miếng đánh mới thực lập thế này đó. Giờ mình đổi mã, các bạn thấy rõ ràng giống nhau không, nhưng chỉ là nước trước nước sau thôi, làm cho bên kia cũng khó suy đoán được mình làm gì. Rồi lúc này mình chuyển pháo vô giữa luôn, một cái cách đánh của pháo nhập khung mới hiện tại bây giờ đó các bạn, thì nó đánh mình không có lường được, mình không có nghĩ tới được. Là hai xe hoành này lúc này chỉ để phòng thủ ở chân voi này kia thôi. À, lúc này mình đưa thẳng chốt qua sau để cho bên kia chọn lựa là ăn chốt hay pháo lên. À, như vậy là chốt ăn lên. Lúc này mình có thể là chơi ăn xuống chốt này liền, có thể mình ngưng lên nhịp mình tiến con xe này lên đây. Đây là hai cách mà các bạn có thể lựa chọn, tại vì tới đây là mình sẽ ép quân ra rất là mệt. Đó, tới đây là ép quân ra rất là mệt rồi. Rồi bên kia là chơi mã đội. Rồi lúc này mình lại có một nước chơi là phi mã xuống đây. Các bạn thấy là nếu như xe ăn lên thì pháo này mất mạng, thì cái hàng dưới đây rất là khó chịu ha. Đây như thế này, còn nếu không thì mình có thể đọt pháo đầu và hai pháo nhập xuống mã, bên kia cũng khó chịu. Còn nước vô bắt xe này thì mình cứ mặc kệ nha, mình vẫn đánh đúng nước này nha. Đây là cái nước không có cải tiến, nước này vẫn là nước xưa giờ. Rồi lúc này mình đang vô xe, tại mình chiếm là cái mặt này rất là mạnh các bạn. Rồi lúc này mình ăn trước một pháo một mã, mình đổi một mã. Rồi mình phát triển mã lên để tránh mất voi. Các bạn ẩu ẩu nữa, các bạn cứ lo đi quá, ta đánh voi là đánh sát luôn, lúc đó phiền lắm. Rồi thì lúc này các bạn thấy là con pháo đầu này đang là một nguy cơ, thì lúc này mình triệt nó luôn. Tại trên đây chỉ có một tường,
Sau khi mình triệt phá này mình sẽ phi mã xuống bột voi, hoặc mình ăn chốt cũng đều được. Tại lúc này là bột voi ăn lên rồi. Rồi mình có thể là ăn chốt hoặc có thể là tiến xuống mắt voi, cái này là tùy các bạn. Nhưng mà các bạn nên ăn chốt đi để chúng ta mở thêm cái cửa này chúng ta đi. Hoặc chúng ta đọt bên năm nữa thì hai bình này cũng sẽ chết. Rồi như là mã quay đầu rồi. Đừng có vội ăn voi nha, mình cứ phi mã xuống, mình đe dọa để mà mình nhảy xuống ngoại tàu kia. À, lúc này là các bạn thấy nếu mình nhảy mã thì bên kia sẽ chơi thói pháo về đây. À, thì lúc đó mình sẽ nổ voi, bên kia chống sĩ nào thì cũng thua ha. À, thói pháo ở đây mình sẽ nổ voi. À, chống bên nào cũng vậy các bạn. Thì trước tiên qua đây là mình, các bạn thấy là mình sẽ đọt được một xe. À, xin lỗi, đọt được một pháo. Thì lúc đó tướng buộc thượng ra ngoài mình có thể đánh đấu luôn. Đánh đấu luôn thì tới đây các bạn thấy là mình lợi cây dữ dằn. Về thực lực chốt mình chỉ lỗ một quân, còn về chủ lực thì mình đang lời một quân. Ở hình này dễ chơi ha, mình chơi thói pháo một để bình ra chiếu và thói về kết hợp với sĩ phía dưới, thì hai ván các bạn thấy là nó rơi vào tàn, rơi vào tàn. Rồi vậy thì tới đây mình chơi thói pháo về, hoặc là mình chơi quay mã về để mà đe sát buộc người ta phải vô tướng hay làm gì đó, là mình sẽ viết luôn chốt bên hông này, chốt bên cửa biển này. Ở bên kia buộc phải chống đỡ, lúc này mình năng chốt. Hoặc là các bạn có thể là thối thẳng pháo về đây. Nếu các bạn không quét chốt thì các bạn thối pháo gì. Nước nào cũng chơi được các bạn. Tại vì bên kia đâu còn quân để tấn công mình nữa. Lúc này mình quay mã chiếu thì mình giật chiếu quân nào cũng được. Cái này là tùy ý mình. À, lót chốt. Rồi mình sẽ quăng tiếp. Bên kia chỉ ra vô thôi. Lúc này mình đừng đừng chống sĩ trước, mình ép cho chốt này đi sâu lúc. Bắt chốt cho chốt đi sâu xuống điện thoại chân mã mình rộng các bạn ha. Mã rất rộng. Giờ mình đây quay về bắt chốt, là chốt không ép vô đây được. Nếu mà chốt ép vô đây thì sẽ bị mất tướng. Nếu mà tiến sâu nữa thì coi như chốt này không có tác dụng, mình sẽ đọt được con chốt này nữa. Giờ xuống tướng thì mình chỉ việc ăn chốt thôi. Thì các bạn thấy về dạng tàn, các bạn đánh một hồi nó cũng ra nước thôi. Nhưng mà mình muốn nói là khi các bạn tham khảo một hình trận rồi á, thì các bạn nghiên cứu đánh làm sao mà để cho hình trận mình nó thoáng nhất có thể. Nếu mà đấu quân mà các bạn lời một vài chốt, các bạn có thể đấu nếu mà các bạn đánh tàn hay. Vâng, thì ở cái clip hôm nay mình cũng sẽ ngưng ở hai ván, tại vì mình làm bình quân mỗi clip chỉ hai ván thôi và phát hành vào 8 giờ tối hàng đêm. Có nghĩa là đêm nào mình làm clip xong mình sẽ phát hành vào 8 giờ tối, tại giờ đó là chúng ta rảnh rỗi rồi. Cái thứ hai nữa, mình làm dài quá thì chúng ta sẽ không có thời gian coi nhiều, mau chán ha. Mình làm mỗi lần là hai ván. Rồi tới đây mình xin chào tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn sức khỏe.